Bạn Mũi ơi làm gì vậy con? Bạn Mũi định đi qua cầu Dừa các bạn ơi. Đã lâu lắm rồi Mũi không có đi qua cầu Dừa. Phải không bạn Mũi? Cô chú hả? Đâu phải không Dừa. Đi 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 mình đi bên bên này đi. Đây mình đi qua mình coi cá ăn. Và bông có thơm không con? À, bên kia có xe chạy đường lộ người ta đi. Đây nè con. Trời ơi. Bạn Mũi ở đây trống để cho cá ăn dễ mà bạn Mũi không chịu, bạn Mũi đòi qua bên kia các bạn ơi. Dạ bạn Mũi nói gì vậy con? Cá dễ thương quá hả? Dạ. Chuồn chuồn làm sao mà ăn bằng cá được. Con Mũi này thiệt tình. Có lỗ trống kìa. Rồi con ngồi lên đây đi, con có ngồi lỗ lên. Trống kìa. À cái lỗ đó không sao. Hình luôn á. À cái cầu á người ta bắt đó. Rồi con ngồi lên đây nè, hồi cá nổi đợi bạn Mũi quá chừng kìa. Bạn Mũi xé được chưa? Okay. Rồi rồi bắt đầu bạn Mũi thả xuống cho cá ăn nha. Các bạn ơi, bây giờ bạn Mũi sẽ cho các bạn cá ăn. Cá này là đúng rồi, con bóp ra bạn cá ăn mới được. Con cho miếng bự quá, bạn cá còn nhỏ, bạn cá chưa ăn được. Đâu, cho mẹ một miếng này, mẹ bóp ra thử cho bạn Mũi xem mà bạn Mũi bắt trước nha. Đúng rồi. Rồi cho mẹ một miếng bự đi. Qua bạn cá lóc ăn kìa, thấy thương quá. À. Bạn Mũi ăn luôn đi. Bạn gì ăn nữa nè. Cho bạn ấy ăn với. Bạn chó ăn với mâm 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 mâm. Bạn Mũi ăn rồi cho bạn cá ăn. Đây cho mẹ với. Các bạn ơi, mình phải bóp nhỏ vậy nè. Đó. Bạn cá ăn mới được. Bạn Mũi để to quá, bạn cá ăn không được thôi. Cái bịch sữa nách này con để đèn hồi gió thổi bay luôn. Cho bạn cá ăn nhỏ chút xíu. Bạn Mũi ơi. Bạn Mũi cho bạn cá ăn, bạn Mũi phải nói làm sao con? Bóng bóng bang bang. Bóng bóng bang bang ngân vàng cơm bạc nhà ta. Nha anh cơm hổng cháo nha nhà mươi. Mũi ơi, nhìn mẹ ăn cái nè. Chào các bạn. Chào các bạn cái đi con. Đúng rồi, con bướm mẹ thấy rồi. Bóng bóng bang bang ngân cơm bạc cơm nhà ta. Nha anh cơm hổng cháo nha nhà bóng bóng bang bang bóng bóng bang bang nhìn cơm bạn nhà ta nó ăn cơm hổng cháo hoa nhà người. Wow wow, con bà Mũi cho các bạn cá ăn quá trời luôn mà lúc nãy á, người ta cho cá ăn rồi á các bạn, cho nên cá nó cũng no rồi, bây giờ nó ăn ít. Con cho ai ăn nữa đó? Con cho bạn chó ăn nữa phải không? Chó ăn xong rồi. Rồi cho bạn cá ăn nữa. Rồi con ăn không? Con có ăn không? Rồi, có miếng bạn bự. Quá. Wow. Bạn Mũi. Bạn Mũi nhìn nè. Bạn bướm, bạn bướm hay vậy. Rồi. Rồi. Rồi để cho bạn cá ăn luôn đi, rớt xuống đó thì để đó cho bạn cá ăn. Bạn Mũi nhìn nè bạn Mũi. Wow, bạn bướm. Chó hoa nhà người. Thôi bye bye các bạn đi. Con cá gì mà có mắt có miệng dữ vậy? Thì con cá phải có mắt có miệng chứ sao con. Bye bye các bạn, mình đi về nè. Cho cá ăn đi rồi bye bye. Ô, cho bên này nữa hả? Bạn Mũi cho bên đây nữa các bạn ơi. Miếng này nhỏ bát cá ăn nha. Rồi nhỏ cho luôn. Đây là cá lóc. Lúc nãy hỏi chú đó nó cá lóc. Các bạn ơi, cá lóc mà mai mốt lớn to dữ lắm nè. Hồi cá sau lưng bạn Mũi kìa, nãy giờ bạn Mũi cho bên đó thì nó người ta bu qua bên đó người ta ăn, tự nhiên người thấy qua bên này nữa, người ta đâu biết đường người ta bơi qua đâu. Ủa mình đi đi, quay qua bên này đi. Cho bên này đi bạn Mũi ơi. Rồi bạn Mũi còn tranh thủ ăn nữa. Bye bye các bạn đi. Ăn giống bạn cá. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.
Bướm bơi qua bằng mũi cho bánh. Bướm đâu có ăn bánh con. Bướm là hút mật của hoa biết không? Đâu mũi ơi, bạn bướm á là chỉ đậu trên những bông hoa và hút mật thôi. Mình về thôi, về thôi, về thôi. Rồi, chúc mấy bạn cá mau lớn nha. Chào tạm biệt mấy bạn cá. Bạn mùa đi về đây. Bạn cá bị gì đâu? Đâu có con, cái đó cái lá chứ không phải bạn cá. Cái cây á. Bạn cá. Bạn cá ăn quá trời luôn. Cái lóc co. Thôi mình đi về thôi. Wow, cho một cái nữa rồi về luôn. Cho xa xa ra rồi về luôn. Thả cao lên đi con. Yuhu.